Xin chào tất cả các bạn. Các bạn chắc còn nhớ mấy cái cây me này nè. Mấy cây me quái này là 5 cây các bạn. Ngay lúc trước mình có làm cái clip mình định hình 5 cái cây me mà có cái rễ nó độc lạ nè. Cái me này thì lúc trước mình cũng có làm cái clip mà đăng giao lưu các bạn á, cũng chừa lại mấy cây. Thì cái lúc trước thì mình đã uống định hình của nó rồi. Lúc mình uống định hình thì mình cũng có quay clip các bạn xem rồi đó. Thì hôm nay thì mình uống lại thêm một lần nữa các bạn. Sau khi mình định hình rồi đó, thì đợt này mình vô một nước dây nữa các bạn. Ha. Thì bây giờ nó cũng nói chung là nó tạm ổn rồi các bạn. Ha. Cái này thì nó tầm khoảng 1 2 tháng nữa thôi, nó ra thêm một số nhánh xương nữa là cái cây đã hoàn chỉnh các bạn. Thì cái đợt uống thứ hai này đó thì cách cái đợt trước đó, tầm khoảng đâu 4 5 tháng gì các bạn ơi. Đó. Khoảng 5 tháng đó. Đâu tầm đó đó. Như vậy thì khi mà cầm một cái cây phôi các bạn, mình bỏ vô cái bầu này nè. Ha, cây này cây phôi thì người ta trồng cái đất á, khi bứng lên để vô bầu. Để vô bầu thì tầm khoảng đâu 1 tháng 2 tháng gì đó, tháng mấy 2 tháng thôi các bạn thì nó sẽ đâm ra rồi. Tới khi nó đâm ra đó thì mình vô dây nó một nước định hình, thì các bạn thấy lúc định hình thì chỉ có một cái nhánh nhỏ xíu xíu à. Ha. Rồi tiếp theo á, thì 5 tháng sau. Đó, mình cứ vô dây lại thêm 2 lần nữa các bạn. Khi sau khi mình định hình rồi nó mọc cho những cái nhánh xương á, thì mình cũng có làm lại, nhưng mà do là những cái cây này á, thì có cây trước cây sau các bạn. Đó, thành ra là khi mà mình vô dây á, thì có cây trước cây sau, thành ra là mình không có quay cái clip lại cho bạn xem nữa. Thành ra cuối cùng á, thì cái cây ngày hôm nay á, thì nó tổng tổng thể lại á, thì 5 cây nó về nữa các bạn. Đó. Thì cái cây này là cây đầu tiên nữa các bạn. Cây này là đầu tiên. Thì trong đây có 5 cây rồi. Cái cây này á, thì lúc mà mình uống định hình nó có một nhánh màu, mình thấy ngay cái đầu video đó thì có một nhánh thôi. Ngày hôm nay thì nó đã tương đối ổn rồi. Cây thứ hai này cũng vậy các bạn. Cây này thì có một cái nhánh cao lên, thay vì mình cắt bỏ luôn các bạn. Ở dưới nó có một cục thì người ta đã uống thành cây quái rồi. Nếu mình bỏ cái nhánh cao này thì mình uống thành cái cây mà nó đổ xuống có cục ở trên này cũng được các bạn. Nhưng mà mình thấy nó cái cây này có cái nhánh cao mà dưới có nhánh nhỏ nữa, thì lúc trước mà mình uống định hình mình cũng chia sẻ với bạn là cái cây này thì có thể làm ra một cái cây mà nó dáng lạ nè các bạn. Đó. Thì mình giữ nguyên cái nhánh cao của nó dài thọn luôn các bạn thấy không? Lúc mình uống định hình thì các bạn có thể xem lại cái clip mà mình uống định hình đó, thì nhìn thấy nó xấu quắc à. Nhìn nó không ra cái cây. Nhưng mà cái đó là cái điều mà mình chia sẻ với bạn thường ngày đó, thì cái điều đó là cái gọi là cái ý tưởng các bạn. Khi cái ý tưởng thì các bạn biết là cái ý tưởng mình đã nhìn thấy trước các bạn ơi. Đó, thì sau khi mình có cái ý tưởng rồi mình uống ra được cái cây được. Ha. Thì cái cây này là một trong những cây mà cái ý tưởng là thật, phải nói là nó cũng hơi là táo bạo đó các bạn. Đó, nó cũng hơi là xa vời chút. Cái khi mà mình đăng cái clip trước thì các bạn thấy là một cái cây cà khiêu khiêu lên đó. Cuối cùng thì ngày hôm nay nó cũng đã nhìn nhìn cũng tạm được các bạn ha. Rồi tiếp theo nữa là cây này nó là cái thứ ba nữa nè các bạn. Thì nó cũng là một cây quái, nó cũng có một cục nè. Nó cũng giống như cây đầu đó. Cây nãy mà mình để cái nhánh cao lên uống xuống đó thì cái này nó cũng vậy, nhưng mà nó không có cái nhánh cao thì mình cắt ngắn rồi. Đó, thì mình uống một cái dáng mà bay các bạn. Thường á thì các bạn có để ý mình uống cây á, thì thường là uống dáng bay là nhiều nhất. Đó, thì các bạn thấy cái cây dáng bay này nè. Đó, các bạn thấy nó không giống cái nào chứ, nó cũng vẫn là cái dáng bay. Đúng không? Nó vẫn là dáng bay. Dáng bay thì thường mình dựa trên cái nguyên bản của cái cây dáng trực các bạn. Cây dáng trực lắc á, mình nói thường chia sẻ các bạn là khi mà mình làm cây đó thì mình phải dùng cái cây trực lắc ra hết á. Nha, gọi là cây trực bài đó, thì mình dựa trên cái nguyên lý của một cái cây trực bài như vậy á, mình sẽ vận dụng cho tất cả những cái loại cây mà mình uống. Thì ở đây là một cái cây bay mà mình đã vận dụng cái cây bay, cái cây bài đó các bạn. Cây bài thì gồm có cành 1, cành 2, cành phong các bạn. Thì cái này mình đã chia sẻ với bạn rất là nhiều lần rồi. Thành ra hôm nay mình chỉ nói sơ thôi. Thì chung quy lại đó là những cái cây mà mình uống ra các bạn, thường các bạn thấy là mình đa số uống cây bay hoặc là cây đổ, ít uống cây trực các bạn, nhưng mà dựa theo cái mẫu của cây trực để mình uống các bạn. Bởi vì cây trực nó là một cái cây mà tiêu biểu cho cái cách mình chơi bonsai các bạn. Thì để nay mai mình sẽ làm thêm một cái clip nữa. À, cũng có nhiều bạn nhắn tin yêu cầu mình đó là làm là cái clip mà gọi là cơ bản mà trong cái môn nghệ thuật bonsai đó các bạn.
Thì cái này thường mình đã cũng cũng đã thường chia sẻ với bạn rất là nhiều rồi, trong những cái clip mà mình uống cây mình cũng đã nói rất là nhiều, nhưng mà mình chưa làm một cái clip mà nói về riêng về cái phần đó mà. Thành ra nay mai mình sẽ làm một cái clip mà nói riêng về một cái cây trực bài đó. Cái cây đó là cái cây mà để mà mình có thể là gọi là cơ bản của cái nghệ thuật chơi bonsai từ cái cây đó ra. À, nó nói riêng của nước Việt Nam mình các bạn, còn những cái nước khác, cái nước ngoài người ta chơi thì nó khác hơn mình. À, đó. Thì để mai mốt mình làm một cái video mình chia sẻ vấn đề đó ha. Thì ngày hôm nay đó là những cái cây me mà mình uống đấy, thì nó đã thành phẩm đó. Cái cây này là, cũng là một trong những cây me đó nè các bạn. Cây này là mình có làm một cái clip thứ hai cho các bạn xem nè, là một cái cây mà khi mà mình uống cái ngọn lên nó bị lỗi đó các bạn, nó chết cái ngọn đó. Thì hôm nọ mình có làm lại cái clip là mình dùng cái nhánh, thay vì cái ngọn nó chết rồi mình cắt bỏ cái ngọn, mình dùng cái nhánh trên cái thân, trên cái cành các bạn, trên cái cành bay, dùng cái nhánh đầu tiên của nó mình dựng lên, mình thế cái ngọn đó các bạn. Thì ngày hôm nay nó cũng đã hoàn chỉnh rồi. Thì cái cây me này nè, cây me mình dùng cái nhánh mình thế ngọn này, cũng có một cái bạn đó là nhắn tin cho mình đó, nói là cái cây uống cái ngọn chết rồi, thì dùng cái nhánh lên uống nữa thì chết luôn đó. Tức là lần này là không phải chết luôn cái ngọn mà chết luôn cái cây luôn ạ. Nhưng mà cũng may mình cũng hên các bạn ơi, thành ra dựng cái ngọn trên cái cành này lên nó lại nó sống nhăn cũng hay á, cũng hên hên chứ không phải hay các bạn, tức là hay không bằng hên ha. Đó thì ở đời nó như vậy đó. Còn tiếp theo là cây này cũng là một cây quái nè các bạn. Cái này thì hôm nọ là mình cắt chùi lủi luôn nè, bởi vì cái cây này thì cái nhánh của nó, cái nhánh bay hiện giờ mình uống rồi đó, thì lúc đó nó dài nhằn nè, mà nó thẳng đơ luôn, ở trên thì nó cũng không có nhánh nào hết á. Thì mình quyết định mình dùng cái nhánh đó đó, mình cắt ngắn lại để mình làm cái nhánh bay sau này là mình uống nè các bạn. Thì các bạn thấy nhánh bay sau này nó đã bay ra rồi, còn ở trên cái đỉnh của nó đó thì mình dùng một cái nhánh nằm trên cao nhất của cái phần thân đó các bạn, để mình dựng một cái đỉnh lên, rồi đồng thời mình cho một cái nhánh bay nó bay theo cái cành bay thấp ở dưới các bạn. Đó, tạo ra một cái cây bay nó cũng có nhìn, nó cũng được các bạn, nhìn nó cũng có duyên ha. Đó thì trong năm cái cây me quái này á, thì chủ yếu là mình không làm cây đổ mà mình làm cây bay đó. Chỉ có một cái cây á, là thân thẳng cao lên mà mình uống cũng hai cái cành bay xuống đó, một một cành bay trên cao, một cành bay dưới thấp, tạo ra một cái cây rất là lạ trong cái năm cây này. Thì các bạn có thể xem năm cái cây mình uống chủ yếu là dáng bay, nhưng mà dựa theo cái cây trực bài các bạn ha. Với lại là so ra thì những cây này là cây quái các bạn, thành ra mình uống những cái cành bay, những cái cành mà nó tương ứng với cây quái này các bạn. Thường mình chia sẻ với bạn mình uống làm sao cho nó hài hòa giữa cái phần chủ thể là cái phần thân đó các bạn, cái phần chủ thể là cái phần thân có sẵn đó, thì mình uống thêm đó để mình lắc lượng rồi mình uyển chuyển nó thêm cho nó thành một cái cây, nó làm sao mà nó hài hòa giữa cái nguyên bản của cái cây và cái cành nhánh mình uống sau này các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã hoàn chỉnh năm cái cây mà quái, cây me mà có thân quái thế này nè. Thì các bạn xem video có thể góp ý thêm cho mình ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem video thì chia sẻ với người cùng xem ha, đặc biệt thì nhớ đăng ký cái kênh của mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.